Bạn đang xem Người đưa tin TV. Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh thành ngay trước dịp Tết Nguyên đán đã gây ảnh hưởng lớn tới việc tiếp cận và cung cấp máu cho các bệnh viện. Kéo theo đó, nhiều lịch hiến máu đã đồng loạt bị hoãn, hủy. Lượng máu dự trữ có thời điểm chỉ đủ phát cho các bệnh viện trong vòng 2 đến 3 ngày và nguy cơ không có máu để truyền cho người bệnh. Trước tình hình đó, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng nhiều trung tâm truyền máu, bệnh viện trong toàn quốc đã kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu khẩn cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng trong và sau Tết Nguyên đán. Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội, Chi đoàn Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Tạp chí Điện tử Người đưa tin kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người lao động trong hệ thống tham gia hiến máu tình nguyện vào chiều ngày 3 tháng 3. Tại điểm hiến máu, các điều kiện để đón tiếp người tình nguyện tham gia hiến máu theo quy trình, quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế đều được ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ. Được biết, dịp này có 19 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Dù trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vẫn tích cực tham gia chương trình, dành tặng những giọt máu đào như một nghĩa cử cao đẹp cho người bệnh. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.